Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi một ngày ta đã ăn ba rồi đúng không? Giờ lại hai năm. Chúng ta có lòng tham, không cần tham đúng không? Mỗi lòng tham có hai nhân là nhân tham và nhân si. Tâm sân của hai nhân là nhân tham và nhân tâm đây cũng có hai nhân là để tha một cái tâm sai cái này tâm sai cái hai một ngày hả tâm sai cái hai nhân là nhân sinh rồi si. Cái tâm tham có hai hai nhân là tâm sân có hai nhân là như tham đầu nhưng mà nếu như hiểu sâu nếu mà hiểu sâu chút xíu nữa hình thức là như vậy nhưng mà hiểu sâu chút xíu nữa trong tâm sân có nhân tham gì đó không? Những nhân tham kia này nó ở đâu? Nó không ở là ở đó, nó không ở đó, nhưng ở xa. Tức là nhân xa nhân gần đúng không? Nó không ở xa, nó không ở ngay gần đó, không ngay chỗ đó, nhưng mà nó ở xa. Sân là cái tham bất tự nguyện đúng không? Nên do nó ở xa bất cần nghĩa nó dẫn tới cái hiện tại đây là sân. Muốn mà không được còn không? Còn tức là muốn là tâm tham đúng không? Nhưng mà tham bất cần nghĩa nó dẫn tới sân đúng không? Thương mà phải xa buồn không? Thương phải xa buồn không? Thương mà phải xa nó nghĩa là cái tiền tham mình tốn kia đúng không? Nhưng mà phải xa là bất tội nguyện kia nó dẫn tới đây là buồn đúng không? Mà buồn tâm sân đúng không? Tâm sân không phải là giận dữ, giận dữ lên mới gọi là sân. Nếu nói về nhân sân ấy, nó có mấy nguyên nhân để làm cho sân sinh khởi. Biết là bất tự nguyện ấy. Cái bài căn bản mà hình như để là ở đâu à? Nhân sân sinh lên, sân sinh lên cho chính nguyên nhân. Ngoài ra có những cái ngoại lệ chính nguyên nhân cái cho sân sinh lên này, nhất là do nghĩ rằng kẻ ấy đã làm hại đến thôi kẻ ấy đã làm hại đến thân nhân ta người thân của ta đó. Rồi gì nữa?
tài sản rồi. Là cái nguyên nhân sinh thân ra cái máy như sáu rồi chín rồi. Đó là ngoại lên ta, đó là ngoại lên người ta của ta. Rồi thứ hai, rồi con nghĩ rằng cái theo là ngoại chúng ta đây. Ba, nghĩ rằng cái đó đang làm hại đến người thân của bạn. Thứ ba là nó nghĩ rằng cái đang chính nguyên nhân nói chút xíu mới nhớ ra. Do kẻ đó đã làm hại đến đây, nghĩ tới giận không? Do nghĩ cái kẻ đó đang làm hại ta cái địa vị mình đây, rồi đó muốn chiếm rồi sẽ chứ ông vua mà lấy ai mà bắt phát hiện ai mà có âm mưu lật đổ rồi tiệt ngay lập tức liền, đúng không sẽ mà làm là hại người thân của ta, bởi thằng đó nó đúng con mình cho nên giận lên, đúng không? Cái này vâng cái này cái điểm này kẻ đã làm lợi kẻ rồi ta giúp cho cái người mình ghét là đối được sinh mệnh ghét luôn, ghét ai biết cả trong công chia hỏi, đúng không? Người ai người đã được đi sẽ ai sẽ cả công chia hỏi. Ngoài ra có những nguyên nhân như thế mà ngoài ra nữa nó tông lọt trong chính trường hợp này, ông đây nó tông lọt trong chính trường hợp này, tông lọt trong chính trường hợp này rõ ràng đó là đúng không? Có những trường hợp nó không lọt vô mà vẫn cứ thanh sang nè,
bữa nào người ta ngồi trên cái ban công gió tự nhiên cảm thấy buồn buồn căng đúng không, tự nhiên thấy cảnh này giống như kìa mà ngồi lòng cái là trên đầu luôn mít cũng thấy buồn đúng không. Đấy, nó lọt ra ngoài chính nguyên nhân ra đúng không, buồn trong cửa bảy giờ không có cái gì đâu, cửa bảy giờ không chạy nó buồn đúng không, thì ngay thấp thoáng cánh buồn xa xa, buồn trong ngọn cỏ mới xa, mây trôi mang mát biết là gì đâu đúng không, mây trôi chạy mây trôi buồn mãi buồn làm sao này đúng không. Đó là những nguyên nhân ngoài ra, bây giờ chúng ta là bạn bây giờ mình phan nói chung phải mình phan cộng cho hai chúng ta, nhưng chúng ta là bạn chúng ta hai thanh này, những thanh này nó không phải tâm phản đúng không, đúng chưa, nó mất điện mà nhưng mà nó hai nhân nữa, có tưởng duyên nè, nó có thiền duyên nè, nó có đạo duyên nè, nó có luôn cả gì tập hình duyên có không, có không, nó có nghiệp duyên không, có không, bởi vì nó có tâm bảy tâm tập biến hành trong đó, nó có tâm sở tư mà, là nó sẽ không có xung thì duyên đúng không. Như vậy thì thả hai tay hai ba chân có 20 không có 20 tập